Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận bà Trần Thị Kim Sinh, Phó trưởng khoa dược của Trung tâm, đã xin nghỉ việc và đã được cơ quan chấp thuận. Người này được cho nghỉ việc vì liên quan đến việc tuồn vaccine từ ngoài vào đơn vị để tiêm chủng, thu lợi bất chính. Mặc dù hàng năm, CDC Thừa Thiên Huế đã tổ chức đấu thầu cung cấp vaccine phục vụ tiêm chủng, nhưng với vai trò là phó khoa dược của trung tâm, bà Trần Thị Kim Sinh đã bỏ ra gần 5 tỷ đồng mua gần 20 loại vaccine, trong đó có 10 loại ngoài hợp đồng đấu thầu giữa CDC Thừa Thiên Huế với các đơn vị cung ứng để đưa vào tiêm chủng. Số tiền thu lợi từ việc làm này, bà Sinh không nhập vào hệ thống quản lý của CDC mà cất riêng để cùng ông Hoàng Văn Đức, nguyên giám đốc CDC Thừa Thiên Huế sử dụng. Việc làm này được biết đã kéo dài từ nửa cuối năm 2020 đến đầu năm 2022. Ông Hoàng Văn Đức, nguyên giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế, trước khi bị phát hiện hành vi nhập chui vaccine này thì đã bị khởi tố, đưa ra xét xử cùng đồng phạm vì vi phạm các quy định trong đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng trước đó. Thưa quý vị, tình trạng ô nhiễm nước, ô nhiễm các dòng sông, việc xả thải từ các nhà máy và tổ chức quản lý lưu vực sông là nội dung lớn được các đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong phiên chất vấn diễn ra vào sáng nay của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Đại biểu Quốc hội nêu việc khai thác và bảo vệ nguồn nước ở các lưu vực sông hiện nay đang đặt nhiều thách thức, trong đó thiếu sự phối hợp giữa các tỉnh thượng nguồn và hạ nguồn trong bố trí các công trình phát triển kinh tế xã hội dọc nguồn nước, dẫn đến ô nhiễm môi trường, sử dụng nước thiếu bền vững. Việc quản lý các nguồn xả thải, nước thải đặc biệt từ các khu công nghiệp, làng nghề, thậm chí nước thải sinh hoạt đã khiến tình trạng ô nhiễm nước nghiêm trọng. Nhiều dòng sông đã rơi vào tình trạng chết, không thể hồi sinh, đặc biệt các dòng sông nhuệ, sông đáy cũng được các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi với Bộ trưởng. Tôi xin trao đổi với Bộ trưởng về vấn đề liên quan đến các cái dòng sông chết. Theo trả lời của Bộ trưởng thì liên quan đến dòng sông vậy là do cái xả thải mà đi qua nhiều tỉnh và mức độ xả thải lớn. Thì chính vì là đi qua nhiều tỉnh cho nên là điều 8 của luật bảo vệ môi trường mới giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường là chủ trì. Để trong vấn đề từ việc đánh giá nguồn xả thải đến việc xử lý môi trường, vậy thì trách nhiệm của Bộ trong việc tổ chức thực hiện cái luật như thế nào mà cái tình trạng ô nhiễm môi trường thì ngày càng tăng lên. Thì Bộ Tài nguyên Môi trường đã trình Chính phủ ban hành nghị định số 53/2004 về quy định rõ về tổ chức hoạt động của các tổ chức lưu vực sông. Và ở đây thì tổ chức lưu vực sông thì là tổ chức phối hợp liên ngành mà do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Thì khi chúng ta có cái tổ chức lưu vực sông này thì chúng ta sẽ có cái quy chế hoạt động. Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã cùng với các địa phương ở trên các lưu vực sông vừa qua cũng đã tăng cường đầu tư hệ thống quan trắc giám sát. Và sau đó thì có những cái kiểm tra đột xuất và xử lý các nghiêm các cái vi phạm này. Không chỉ vấn đề trực tiếp liên quan đến xả thải, các vấn đề bảo đảm nước sạch cho người dân đô thị, nước ngọt cho người dân đồng bằng sông Cửu Long cũng đã được các đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa giải pháp. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường cần nâng cao nhận thức người dân, các cấp chính quyền, thậm chí cần một chương trình quốc gia về vấn đề này. Sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề tài nguyên và môi trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà báo cáo giải trình thêm các vấn đề liên quan. Liên quan đến các nhóm vấn đề thuộc tài nguyên môi trường, bên cạnh nội dung Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giải đáp thêm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giải trình thêm nội dung được nhiều đại biểu đặt câu hỏi, bao gồm bảo đảm vật liệu xây dựng, nhất là cát, sỏi phục vụ cho các dự án cao tốc, dự án trọng điểm quốc gia, vấn đề đất hiếm và chất thải rắn, chất thải nguy hại. Về vấn đề vật liệu xây dựng, đặc biệt là giải pháp tháo gỡ khó khăn cho một số địa phương thiếu vật liệu xây dựng như đồng bằng sông Cửu Long, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có một số giải pháp đồng bộ để bổ sung vật liệu xây dựng. Thì hiện nay có 3 cái giải pháp. Giải pháp thứ nhất là Bộ Giao thông Vận tải đối với cái nguồn cát nhiễm mặn thì đã được nghiên cứu, đánh giá, thử nghiệm và ban hành thành các hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật. Cái nội dung thứ hai thì báo cáo Quốc hội là chúng tôi đã có các phương án. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ban hành nghị định 157. Thì trong đó đã giải quyết đồng thời hai cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là đối với các cái cảng biển nội thủy và các cái sông ngòi, các tuyến kênh rạch.
thì chúng ta hoàn toàn có thể giao cho địa phương đánh giá, điều tra và khai thác để thực hiện thông tuyến, đồng thời là tận dụng vật liệu này. Thì vừa rồi qua đánh giá sơ bộ thì ngay cả Tiền Giang và Bến Tre đã có hơn 45 triệu tấn. Như vậy là nếu nói đối với đồng bằng sông Cửu Long, hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được cái cung cấp các lượng cát cho đường cao tốc. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo là bổ sung các nguồn khác, trong đó có việc nghiên cứu để sử dụng cái đá xay, nghiên cứu để có thể nhập cái vật liệu cát ở các cái nước bạn như là Campuchia. Với vấn đề quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng Luật Bảo vệ Môi trường 2020 là hết sức toàn diện, đầy đủ và cụ thể. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, đòi hỏi có sự chuẩn bị thật kỹ, nhận thức của toàn dân và trách nhiệm của các cơ quan quản lý, đặc biệt là địa phương về xác định chuyển rác thành tài nguyên, xây dựng kinh tế tuần hoàn, tuyệt đối không sử dụng phương án chôn lấp rác. Vấn đề phân loại, tái sử dụng, biến rác thành năng lượng là giải pháp hữu hiệu. Chiều nay, ngay sau phiên trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực Công thương. Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên đăng đàn trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về các vấn đề liên quan đến thương mại điện tử, giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, thúc đẩy việc thực hiện các FTA và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, việc thực hiện chính sách pháp luật phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, nhất là trong phục vụ chế biến nông lâm thủy sản, phát triển nông nghiệp nông thôn. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đó là công tác quản lý giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử. Các trường hợp vi phạm dữ liệu cá nhân và gian lận thương mại khiến cử tri lo lắng và do dự khi tiến hành thanh toán trực tuyến. Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp về vấn đề nêu trên. Trong thời gian qua, thì mạng xã hội xôn xao vì những vụ livestream bán hàng trên ứng dụng, doanh thu có thể đến hàng trăm tỷ một ngày. Thì xin hỏi Bộ trưởng, thứ nhất là thông tin được quảng bá đó liệu có đúng hay không? Và với hình thức thương mại điện tử như thế thì chúng ta làm thế nào để quản lý được chất lượng của các sản phẩm này? Đúng là có tình trạng lộ lọt trong cái việc mua bán, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng. Để khắc phục tình trạng này thì Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành chức năng, đặc biệt là Bộ Công an, trong việc xây dựng luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm các quy định của pháp luật toàn diện trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm trong đó là có cái lĩnh vực thương mại điện tử. Câu chất vấn của đại biểu Chí Nghĩa thì hoạt động bán hàng trên môi trường thương mại điện tử nói chung, rồi là cái đặc biệt là cái livestream nói riêng, là việc quản lý nó là thật sự khó khăn. Và để quản lý được cái hoạt động này thì không chỉ là trách nhiệm của ngành công thương mà nó còn trách nhiệm của rất nhiều ngành, vì cái hoạt động này nó biến hóa khôn lường, cho nên là rõ ràng là các quy định pháp luật của chúng ta phải tiếp tục được rà soát để sửa đổi bổ sung cho nó phù hợp. Bên cạnh những vấn đề về bảo vệ người tiêu dùng, quản lý chất lượng sản phẩm, nhiều đại biểu cũng chất vấn Bộ trưởng liên quan đến việc chống thất thu thuế trên không gian thương mại điện tử. Qua thương mại điện tử, cái doanh số lên tới gần 21 tỷ đô la. Và vì vậy thì cái việc nộp thuế trong lĩnh vực này của năm 2023 theo thống kê thì gần 100.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể phủ nhận là còn thất thu thuế trong lĩnh vực này. Qua theo dõi thì chúng ta thấy là có 4 cái sàn lớn mà nước ngoài đang khai thác ở chúng ta thì mỗi một tháng cũng khoảng trên dưới 1 tỷ đô la những cái hàng nhập khẩu. Điều đó đồng nghĩa là sẽ có một cái lượng thuế của chúng ta bị thất thoát ở chỗ này nếu như chúng ta không điều chỉnh cái quy định hiện nay. Trong thời gian tới thì Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử, chia sẻ liên thông với các bộ ngành liên quan để phục vụ công tác quản lý thuế và hải quan. Thưa quý vị, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn luôn là một trong những hoạt động được cử tri, nhân dân cả nước đặc biệt theo dõi trong mỗi kỳ họp Quốc hội. Sau đây là những ghi nhận nhanh ý kiến của cử tri cả nước về phiên chất vấn đầu tiên của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cử tri cho rằng việc trả lời chất vấn của Bộ trưởng cần phải cụ thể và sát sườn hơn nữa những vấn đề mà các đại biểu Quốc hội đưa ra. Có thể có vị trí công tác mới và thời gian nắm bắt cái lĩnh vực này chưa nhiều nên là Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cũng đã có một số vấn đề chưa thực sự là tiến thẳng, tiến sâu vào các cái vấn đề mà dư luận quan tâm, người dân quan tâm. Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường có trả lời đầy đủ các ý trọng tâm của các
đại biểu Quốc hội đưa ra. Nhưng ở đây chúng tôi muốn quan tâm đến vấn đề giải pháp của Bộ trưởng. Cử tri, nhân dân cả nước mong muốn những vấn đề nóng ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân được các đại biểu đưa ra chất vấn tại nghị trường sẽ sớm có những giải pháp cụ thể để giải quyết. Có thể nói rằng Bộ trưởng cũng cần nên nghe là đi thẳng vấn đề. Tôi nói thí dụ như đồng bằng sông Cửu Long thì về nước mặn dân cứ tràn lên làm ảnh hưởng đến nghe là cây trồng, đến nghe là sức khỏe, đến nghe là sinh vật, thì bây giờ cái này đó là cái tình trạng khắc phục như thế nào? Tôi mong rằng là Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường cũng quan tâm đến không những vấn đề lớn tài nguyên đất nước, vấn đề nguồn nước và cũng quan tâm vấn đề là xử lý cái rác thải. Rồi các trận mưa lớn, mưa đá cũng như là các cái trận mưa gây ngập lụt đối với những người dân ở các cái khu vực đô thị, bây giờ quá trình đô thị hóa của chúng ta nó đang diễn ra, và cái câu chuyện này là Bộ Tài nguyên Môi trường phải có những dự báo và có những kịch bản để mà giải quyết. Thưa quý vị, nhân dịp Ngài Mohammad Bagher Ghaliba được tín nhiệm bầu tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran khóa 12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng. Sáng nay, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã chủ trì buổi hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khăm Phăn Phôm Mạ Thắt, chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương, trưởng Ban Phòng chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào làm trưởng đoàn. Tham dự hội đàm có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Thanh tra Chính phủ. Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng chào đón đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào nói chung và giữa hai cơ quan kiểm tra Trung ương của hai đảng nói riêng. Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thân tình của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Khăm Phăn Phôm Mạ Thắt nhấn mạnh, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã nỗ lực cố gắng đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, như tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh xuất nhập khẩu, thu ngân sách tăng, trả nợ công đúng hạn, an ninh quốc phòng được bảo đảm, giữ vững an ninh trật tự xã hội, tăng cường công tác phòng, chống ma túy và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Trong không khí chân thành, cởi mở và tràn đầy tình hữu nghị, cuộc hội đàm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hai bên đã đi sâu trao đổi về những kinh nghiệm quý báu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời thống nhất về phương hướng, biện pháp tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, nhân dân hai nước và giữa hai cơ quan kiểm tra trung ương hai đảng. Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan các nước ASEAN lần thứ 33 đã khai mạc vào sáng nay tại Phú Quốc. Đây là sự kiện thường niên và quan trọng nhất trong cơ chế hợp tác hải quan ASEAN. Hội nghị có sự tham gia của hơn 100 đại biểu thuộc các đoàn lãnh đạo của 10 cơ quan hải quan các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và các đối tác của ASEAN. Hội nghị sẽ quyết định phương hướng tiếp tục triển khai danh mục biểu thuế chung ASEAN, cơ chế một cửa ASEAN, hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN, thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên trong ASEAN và các chiến dịch sáng kiến hợp tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại chung của ASEAN. Các chương trình hành động và kế hoạch chiến lược phát triển hải quan được thực hiện nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu của khu vực mậu dịch tự do ASEAN về luân chuyển hàng hóa tự do trong nội khối ASEAN và thúc đẩy thương mại giữa ASEAN với các đối tác. Thưa quý vị, là cơ quan hải quan chủ trì đăng cai tổ chức và chủ trì hội nghị và là một thành viên tích cực có trách nhiệm, Hải quan Việt Nam đã có những đóng góp tích cực cùng Hải quan ASEAN đạt được những thành tựu về xây dựng danh mục thuế hải quan ASEAN, cơ chế một cửa ASEAN, hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN, thỏa thuận công nhận lẫn nhau doanh nghiệp ưu tiên ASEAN và triển khai các chiến dịch sáng kiến hợp tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại, trong đó nổi bật là chiến dịch Con rồng Mekong. Trên cương vị Chủ tịch Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33, Hải quan Việt Nam sẽ tích cực thúc đẩy giữ vai trò kết nối các thành viên để tiếp tục triển khai và hoàn thành các sáng kiến hợp tác quan trọng trong ASEAN vì mục tiêu xây dựng một cộng đồng gắn kết, thể hiện vai trò vị thế quan trọng của ASEAN đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực.
Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Luật phòng chống mua bán người được thảo luận tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15. Hội nghị phản biện xã hội dự thảo luật phòng chống mua bán người sửa đổi tiếp tục lấy ý kiến của các chuyên gia, các tổ chức cá nhân có liên quan trong công tác phòng chống mua bán người, bảo đảm quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em gái. Hội nghị thảo luận đề xuất sửa đổi các quy định tại dự thảo luật phòng chống mua bán người, bảo đảm thực hiện nguyên tắc bình đẳng giới trong phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng chống bạo lực mua bán người, làm rõ những vấn đề pháp lý trong tiếp nhận, xác định, bảo vệ nạn nhân, trong quy định về chính sách hỗ trợ dành cho nạn nhân và vai trò của các cơ sở, trung tâm hỗ trợ nạn nhân. Trên 10 nội dung ý kiến của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trước đó đã được Bộ Công an, cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu sửa đổi. Tiếp theo chương trình, lỏng lẻo trong quản lý đất đai tại Thanh Oai, Hà Nội. Giải pháp giữ đà tăng trưởng xuất khẩu cho nông sản Việt Nam. Thưa quý vị, thời gian qua, Truyền hình Nhân dân có tiếp nhận nhiều phản ánh liên quan đến những dấu hiệu vi phạm lỏng lẻo trong công tác quản lý đất đai tại huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Tình trạng trên gây bức xúc trong nhân dân, đơn thư kiến nghị tố cáo kéo dài nhưng chưa được các cơ quan chức năng giải quyết triệt để. Tháng 9 năm 2022, ông Đào Diệu Kỳ được cán bộ thôn An Khoái, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai vận động đổi một phần diện tích đất gia đình đang sử dụng sang đất nghĩa trang của thôn. Sau đó, ông Kỳ tiến hành xây mộ chờ thì bị cán bộ thôn tới phá dỡ do xây dựng trái phép. Ông Kỳ bức xúc vì trước đó năm 2020, ông cũng từng được cán bộ thôn đổi đất của gia đình lấy hơn 600 mét vuông đất ao do xã quản lý nhưng không gặp vấn đề gì. Khi đổi đất thì ở lãnh đạo thôn, chính quyền, quân dân chính đều ra họp và đều ký vào trong cái văn bản. Nên là tôi tin tưởng từ năm 2016 trở lại đây là bán đất để mà làm, rồi đổi đất, làm đường, đổi đất ra khu đất giãn dân. Trong thông báo kết luận giải quyết đơn tố cáo của công dân, Ủy ban Nhân dân xã Dân Hòa đã xác minh có việc đổi đất nêu trên, nhưng không đề cập tới vi phạm của cán bộ thôn An Khoái. Chúng tôi không nắm được cái gì về cái hoán đổi này cả. Bản hoán đổi là chúng tôi nói ngay là kể cả cấp xã không có cái hoán đổi là không đúng. Làm sao không thẩm quyền được. Câu hỏi là có hay không việc bao che cho sai phạm, khi mà thời gian qua không ít diện tích đất công được cán bộ thôn An Khoái sử dụng và bán trái thẩm quyền. Đơn cử như 15 mẫu ao này do xã quản lý đang được ông Trần Văn Thương, trưởng thôn An Khoái sử dụng để nuôi cá nhiều năm qua. Nhưng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Dân Hòa không hề hay biết. Quản lý thì đối với anh em như là thường xuyên đi kiểm tra, không có cái việc gì vi phạm gì. Tình trạng buông lỏng quản lý đất công đã và đang xảy ra tại nhiều địa phương khác như xã Thanh Thủy, Mỹ Hưng, Cao Dương. Từ năm 2023 trở lại đây, nhiều cán bộ đã bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị khởi tố. Nhưng việc vi phạm, lỏng lẻo trong quản lý đất đai vẫn tiếp diễn. Phóng viên đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai về vấn đề nêu trên. Có thể là thành lập một cái tổ xuống cùng làm việc với các xã, rà soát lại toàn bộ các trường hợp này để mình tổng hợp, để có những cái thông tin chính xác cho cái con báo, chứ không phải mình không nói mồm với nhau vài câu được, để là trong vòng một tuần nhỉ. Đến nay, đã hơn một tháng trôi qua, Truyền hình Nhân dân vẫn chưa nhận được thông tin như đã hẹn. Rất mong các cơ quan chức năng huyện Thanh Oai và thành phố Hà Nội sớm vào cuộc, làm rõ, xử lý vi phạm nếu có để tránh việc trục lợi từ đất công. Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 267 doanh nghiệp cá nhân nợ thuế và các khoản thu khác với tổng số tiền trên 4.604 tỷ đồng tính đến thời điểm tháng 4 năm 2024. Tính đến tháng 4 năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh có 267 doanh nghiệp cá nhân nợ thuế và các khoản thu khác với tổng số tiền trên 4.604 tỷ đồng. Theo Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, lý do là các đơn vị cá nhân này chưa hoàn tất nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định của pháp luật về thuế. Dẫn đầu trong số doanh nghiệp nợ thuế là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oi, nợ hơn 1.678 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế. Lĩnh vực bất động sản có một số doanh nghiệp bất động sản xây dựng nợ thuế hàng chục tỷ đồng. Đối với lĩnh vực kinh doanh vàng cũng có hai doanh nghiệp nợ thuế. Ngoài ra còn có một số cá nhân người nước ngoài nợ thuế lên tới hàng tỷ đồng.
Thưa quý vị, nhiều nhóm hàng nông sản xuất khẩu có thế mạnh sắp vào mùa thu hoạch. Để tránh điệp khúc giải cứu, việc xây dựng tiêu chuẩn sản xuất chế biến nông sản chất lượng cao, thành lập các chuỗi chế biến sâu của từng vùng để nâng cao khả năng cạnh tranh cho nông sản Việt Nam đang là yêu cầu then chốt. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 5 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nhóm ngành rau quả ước đạt 700 triệu đô la Mỹ, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, theo đại diện một số doanh nghiệp, các loại trái cây như vải, chôm chôm, nhãn, sầu riêng, bơ sẽ gặp khó khăn về thị trường khi sắp vào vụ thu hoạch ồ ạt. Bây giờ là thị trường mà để sản lượng tốt nhất về nông sản vẫn là Trung Quốc, tiếp cận được những nhà nhập khẩu chính xác. Ví dụ như là Dubai, UAE chẳng hạn thì mình vẫn chỉ tiếp cận được với các nhà thương mại chứ cũng chưa tiếp cận được với chính xác cái thị trường đó. Cho nên là cái việc xuất khẩu nó vẫn đang có nhiều rào cản, kể về giá, kể về thời gian, kể về chất lượng sản phẩm. Tại hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ ở nước ngoài tháng 5 năm 2024 với chủ đề xúc tiến xuất khẩu nông sản mùa vụ, đại diện cơ quan thương vụ cho rằng để phát triển thị trường nông sản ổn định, địa phương và doanh nghiệp cần nâng cao giá trị gia tăng của trái cây mùa vụ như bổ sung sản phẩm chế biến trái cây khô, bột trái cây, sản phẩm đóng hộp có thể tiêu thụ quanh năm. Các doanh nghiệp nhỏ lẻ, các doanh nghiệp ở các địa phương đa số là các doanh nghiệp có quy mô vừa, nhỏ và rất nhỏ. Chính vì vậy cho nên là mặc dù là có tiềm năng xuất khẩu nhưng lại không thể đáp ứng được những cái đơn hàng có giá trị lớn, có số lượng sản lượng lớn của nước ngoài. Chính vì vậy cho nên là chúng ta cần phải có những cái công ty thành lập được, tức là các địa phương, các ủy ban nhân dân các địa phương cần phải có cơ chế khuyến khích để hình thành và phát triển được những cái doanh nghiệp chuyên biệt về ngoại thương. Chất lượng sản phẩm, giá cả cạnh tranh là những yếu tố quan trọng giúp nông sản Việt chinh phục và giành được sự tin tưởng của người tiêu dùng tại nhiều thị trường khó tính như châu Âu, châu Mỹ, Nhật Bản và nhiều quốc gia. Để các mặt hàng nông sản mang thương hiệu Việt Nam khẳng định giá trị trên các kệ hàng hóa tại hệ thống phân phối quốc tế, đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu và người sản xuất phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, thích ứng với các quy định về tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu kiểm nghiệm kiểm dịch, bao bì đóng gói, hàng hóa, truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Môi trường lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề Quản lý chất thải rắn sinh hoạt và vai trò của doanh nghiệp, sự kiện do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Chỉ còn gần 5 tháng nữa là 63 tỉnh, thành phố phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt từ các hộ gia đình, cá nhân theo tinh thần của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác phân loại chất thải rắn ở các địa phương còn gặp nhiều thách thức như hạ tầng thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại còn thiếu và không đồng bộ. Nhiều địa phương chưa có công nghệ tái chế và xử lý sau khi phân loại, thiếu cơ chế thu hút nhà đầu tư. Các chuyên gia đề xuất cần có cơ chế thu hút nhà đầu tư tại các địa phương, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn và vai trò của các ngân hàng khi thẩm định dự án đầu tư bảo vệ môi trường như nhà máy tái chế, nhà máy chuyển hóa rác thành năng lượng, qua đó giúp giảm lượng rác thải, giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Thưa quý vị, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết vừa bắt giữ một đối tượng người nước ngoài thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp. Khoảng 5 giờ ngày 1 tháng 6, tại địa bàn bản Nhọt Lợt, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Vả Sinh Thò, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Hủa Phăn, Lào, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 6.000 viên nén màu hồng. Đối tượng khai nhận đang vận chuyển trái phép ma túy từ bên kia biên giới về Việt Nam để tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Hôm nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức trao thưởng cho những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá đường dây vận chuyển trái phép gần 200 kg ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Trước đó, vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 26 tháng 5, tại cửa khẩu quốc tế Nam Giang, các lực lượng chức năng đã phối hợp và bắt giữ 8 đối tượng mang quốc tịch Lào vận chuyển trái phép 44 bánh heroin và hơn 181 kg ma túy các loại từ Lào về Việt Nam. Ghi nhận thành tích đạt được, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng bằng khen cho 3 tập thể gồm Cục Cửa khẩu Bộ đội Biên phòng, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.
Thưa quý vị, nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề của giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 42, sáng nay Báo Nhân dân đã tổ chức trao quà cho Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công tỉnh Khánh Hòa và Đại học Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Tham dự chương trình có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo giải, cùng các lãnh đạo sở ban ngành của tỉnh Khánh Hòa. Tiếp nối truyền thống tại giải bóng bàn vô địch quốc gia hàng năm, tại giải năm nay Báo Nhân dân tiếp tục thực hiện các hoạt động bên lề vô cùng ý nghĩa là trao tặng các phần quà có giá trị cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia phối hợp tổ chức giải đấu. Tại Khánh Hòa lần này, ban tổ chức lựa chọn hai địa điểm trao quà, đó là Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công tỉnh Khánh Hòa và Đại học Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Tại Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công tỉnh Khánh Hòa, Báo Nhân dân đã trao tặng một bàn bóng bàn với 50 triệu đồng cho các cán bộ nhân viên, những người có công đang sinh hoạt, điều dưỡng tại trung tâm. Còn tại Đại học Nha Trang, ban tổ chức trao tặng một bàn bóng bàn tiêu chuẩn quốc tế với mong muốn thúc đẩy tinh thần tập luyện thể dục thể thao trong tập thể cán bộ công nhân viên cùng các học sinh của nhà trường. Có thể nói bên cạnh việc tạo được một sân chơi uy tín đỉnh cao cho các vận động viên bóng bàn, thì chương trình tặng quà là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tính nhân văn, truyền thống tốt đẹp của Báo Nhân dân. Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 6 tại thành phố Đà Nẵng đã trải qua những ngày thi đấu tích cực với tinh thần thể thao trong sáng sôi nổi. Đoàn thể thao Việt Nam đang được vững vàng ở ngôi đầu trên bảng tổng sắp huy chương với các môn thi đấu thế mạnh như là pencastilat, bơi lội, vò vi nam. Đây là những hình ảnh thể hiện chiến thắng thuyết phục của các vận động viên Việt Nam tại Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á. Qua 4 ngày thi đấu, với những môn mang tính thế mạnh, đoàn thể thao Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội, vững vàng ở vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương với tổng cộng 24 huy chương, trong đó có 15 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đoàn Thái Lan đang ở vị trí số 2 với 17 huy chương, 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Đại hội lần này quy tụ hơn 1.300 vận động viên, huấn luyện viên từ các đoàn thể thao của 10 quốc gia trong khu vực, tranh tài ở 6 bộ môn: bơi lội, điền kinh, cầu lông, bóng rổ, pencastilat, vò vi nam với tổng cộng 107 nội dung thi đấu. Trưa ngày 4 tháng 6, tổ cấp cứu đường không bệnh viện quân y 175 cùng kiếp trực thăng của binh đoàn 18 đáp xuống tòa nhà viện chấn thương chỉnh hình bệnh viện quân y 175, đưa bệnh nhân bị tai nạn lao động đứt rời hoàn toàn 1/3 bên cánh tay phải về đất liền an toàn. Bệnh nhân có tên viết tắt BK, sinh năm 1984, là ngư dân đang đánh bắt hải sản trên ngư trường quần đảo Trường Sa, bị tai nạn lao động đa chấn thương, đứt rời hoàn toàn 1/3 trên cánh tay phải, chấn thương ngực kín, gãy xương sườn 4 bên phải, chấn thương phần mềm hàm mặt. Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh xá đảo Sông Tử Tây sau tai nạn 8 giờ. Qua hội chẩn telemedicine giữa Bệnh viện Quân y 175 và bệnh xá đảo Sông Tử Tây, bệnh nhân có chỉ định vận chuyển về đất liền điều trị bằng đường không. Đến 6 giờ ngày 4 tháng 6, tổ cấp cứu đường không tiếp cận bệnh nhân tại đảo Sông Tử Tây trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được. Bệnh nhân có biểu hiện khó thở, đau tức ngực bên phải phụ thuộc vào oxy. Sau khi sơ cứu tại chỗ, bệnh nhân được đưa lên máy bay, thở oxy, bù máu, bù dịch, giảm đau và vận chuyển về đất liền điều trị. Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân tiếp tục được tầm soát các tổn thương, sau đó hội chẩn bệnh viện để đưa ra hướng điều trị tiếp theo. Quý vị khán giả thân mến, đến đây thì chương trình thời sự 45 phút chiều của Truyền hình Nhân dân cũng xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo.